Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ tiến hành mở hộp cái chiếc camera hành trình 70mai Dashcam M300 phiên bản nội địa. Các bạn nhớ nhá, đây là phiên bản nội địa và chúng ta sẽ xem xem cái phiên bản nội địa này thì nó khác biệt như thế nào với phiên bản quốc tế. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mở hộp cái chiếc M300 phiên bản nội địa để xem nó có những gì. Thì đây là cái vỏ hộp của chiếc M300 và cái phiên bản mà mình đang có trên tay là cái phiên bản màu vàng cát nhá. Tuy là màu vàng cát nhưng mà cái vỏ hộp thì nó lại là cái màu hơi hồng một chút xíu. Và cái phiên bản nội địa thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay cái tên sản phẩm nó là tên chữ Trung Quốc. Đây các bạn thấy thấy chưa? Và phía đằng sau đây thì các bạn cũng sẽ thấy là toàn bộ cái thông số thông tin ở đây thì nó cũng đều là tiếng Trung Quốc hết nhá và tất nhiên thì cái series cũng có chữ trung quốc rồi ok và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra ở trong có gì nào chúng ta sẽ có gì à, chúng ta sẽ vẫn có một cái sách hướng dẫn sử dụng nhưng mà sách hướng dẫn sử dụng ở đây thì hoàn toàn mà là bằng tiếng trung nhá không có một chút tiếng anh nào đâu à, chúng ta sẽ có hai cái miếng từ tính để chúng ta dán trước khi mà lắp cái cam này lên và bây giờ thì đây chiếc cam này đây Đấy. thực ra thì cái màu sắc ấy thì ở đây chúng ta có thể gọi là cái màu vàng cát hoặc là nó hơi hơi vàng hồng đi chính xác đó là hơi vàng hồng đi đấy, giống như là iPhone mà màu vàng hồng ấy phụ kiện thì các bạn sẽ có thêm cái tàu đây mình xem sẽ tàu Tẩu tàu ở đây thì các bạn sẽ có một cái tàu vẫn là tàu một cổng thôi và cái công suất ở đây sẽ là 1,5A 5V đấy sẽ là phụ kiện thì có gì nữa tiếp đến thì các bạn sẽ có một sợi dây cáp à, dài 3,5m trên micro USB rồi và Đấy, phụ kiện thì chỉ còn thêm đúng một cái miếng dán 3M sơ cua để các bạn thay thế cái miếng ở đây. Nếu như mà các bạn nhỡ dỡ ra ấy, thì các bạn sẽ dán cái miếng này lại để chúng ta có thể dán được tiếp. Đấy là toàn bộ về phụ kiện. và về chiếc cam thì như các bạn đã nhìn thấy nó sẽ có một cái thiết kế nó chả khác gì cái phiên bản quốc tế đâu. Đây các bạn sẽ thấy là vẫn logo 70 mai này. Chúng ta sẽ có loa này, ống kính này. Ở phía bên này thì các bạn sẽ có cái phần nút nguồn này ở phía đằng sau thì nó nó khác biệt ở đây nó chỉ là cái phần nhãn mát thôi thì ở đây sẽ là cái nhãn mát tiếng trung nhá, đấy và đế cài đấy là toàn bộ về cái thiết kế À đây, sau đây thì nó sẽ là cái khe cắm thẻ cũng như là chân cắm nguồn và cái nút reset thì ở bên cạnh đấy, đấy là về thiết kế. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới cái phần so sánh cái phiên bản nội địa và cái phiên bản quốc tế để các bạn dễ dàng nhận biết khi mà mua hàng. Vâng và bây giờ thì mình có trên tay hai cái chiếc M300 và các bạn đã thấy thì với cái phiên bản nội địa bên tay trái của mình thì cái tên gọi này mà các bạn thấy là tiếng Trung Quốc nhá. Bên tay phải của mình phiên bản quốc tế là cái tên sản phẩm hoàn toàn bằng tiếng Anh và tiếp tục cái sự khác biệt nữa. Đây các bạn sẽ thấy với cái phiên bản nội địa thì cái thông số kỹ thuật ở đây toàn bộ bằng tiếng Trung hết chứ không có tiếng Anh và phía bên bản quốc tế thì thông số kỹ thuật là hoàn toàn bằng tiếng Anh các bạn nhớ nhá. Và phía dưới này nữa thì tất nhiên với cái phiên bản quốc tế thì nó sẽ phải đạt được nhiều những cái chứng chỉ để mà xuất khẩu vào những cái thị trường ví dụ như là châu Âu, Nhật hay là Mỹ. Còn với phiên bản nội địa thì chúng ta sẽ không có cái chứng chỉ này. Tuy nhiên thì các bạn hết sức yên tâm là nó là phiên bản nội địa và nó không có cái chứng chỉ đó thì cái chất lượng của sản phẩm nó cũng sẽ tương tự như nhau. Rồi, đấy là cái phần vỏ hộp thôi. Và bây giờ thì mình sẽ so sánh tiếp ở cái phần bên trong vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh về cái chiếc cam phiên bản quốc tế đây phiên bản quốc tế và phiên bản nội địa nếu như mà để như thế này thì cam đoan với các bạn luôn các bạn chả phân biệt được đâu là phiên bản quốc tế và đâu là phiên bản nội địa đúng không Uh, thiết kế thì giống hoàn toàn y hệt nhau chả có khác gì cả Thế ở trên cái chiếc cam này thì các bạn sẽ chỉ có thể phân biệt được ở phía đằng sau đây thôi thì với cái phiên bản quốc tế thì tất cả những cái thông tin thông số kỹ thuật ở trên chiếc quốc tế thì đều bằng tiếng Anh còn ở trên cái phiên bản nội địa thì tất cả những cái thông số kỹ thuật thì phần nhãn mát này này thì nó sẽ đều là cái tiếng Trung và tất nhiên thì chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt rất là lớn, đấy là khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc cam ấy thì với cái phiên bản quốc tế nó sẽ phát âm bằng ngôn ngữ tiếng Anh, còn với cái phiên bản nội địa thì nó sẽ phát âm bằng tiếng Trung chứ nó không phải tiếng Anh. Và để phát âm bằng tiếng Anh thì các nhà bán hàng sẽ cập nhật cái ngôn ngữ tiếng Anh cho cái phiên bản nội địa này và sau khi mà cập nhật cái firmware mới thì cái phiên bản nội địa cũng sẽ phát âm bằng tiếng Anh bình thường như là phiên bản quốc tế và mình sẽ tổng kết lại sự khác biệt nhau giữa hai cái phiên bản này đấy chính là đầu tiên cái phần nhãn mát ở ngoài vỏ hộp thì phiên bản nội địa sẽ có tiếng trung còn phiên bản quốc tế thì sẽ sử dụng nhãn mát tiếng anh cái thứ hai nữa đấy là cái phần nhãn mát ở trong cái chiếc cam thì cái phiên bản nội địa hoàn toàn là bằng tiếng trung còn phiên bản quốc tế thì bằng tiếng anh và cái firmware thì bản quốc tế đương nhiên sẽ là tiếng Anh còn phiên bản nội địa sẽ là tiếng Trung tuy nhiên sẽ được cập nhật sang cái firmware tiếng Anh và sau khi cập nhật xong thì nó sẽ hoạt động gần tương tự như là cái bản quốc tế thì với cái phiên bản quốc tế thì các bạn nếu như có những cái bản firmware mới các bạn sẽ cập nhật được bằng cái phần mềm ứng dụng 70 mai ở trên điện thoại còn phiên bản nội địa thì các bạn sẽ không thể cập nhật nhá nếu như mà các bạn để tự động cập nhật ấy, thì nó sẽ lại quay lại cái ngôn ngữ tiếng Trung Vâng, và như vậy thì mình đã mở hộp xong cũng như là so sánh cái sự khác biệt giữa phiên bản nội địa và phiên bản quốc tế của chiếc cam hành trình M300. Và nếu như các bạn có nhu cầu về sản phẩm này thì các bạn chú ý ở dưới phần mô tả của video. Mình sẽ để lại cái link mua hàng để cho các bạn lựa chọn và đặt hàng nhé. Ở đấy thì chắc chắn với các bạn luôn ở sẽ có mức giá cực kỳ cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Rồi, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.